Đó, nội dung của bài 2 như là chúng ta đã học vừa qua đó, phần 1 nhỏ. Thì ở phần 1 nhỏ là chúng ta đã học xong về các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà. Thì bữa nay là chúng ta học tiếp tục ở bài phần số 2 nhỏ là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thì ở phần 2 nhỏ này chúng ta phải giải quyết vấn đề, đó là phần thứ nhất là lý do cần sử dụng tiết kiệm năng lượng. Thì phần này là các em học và ghi bài. Còn ở phần 2 2.2 và 2.3 thì là cái phần này là mấy em tự học ở nhà. Thì tự học, cái phần tự học này cô sẽ hướng dẫn để mấy em tự học và làm bài tập để gửi cho cô để cô vô chấm điểm. Về biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình và biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình. Thì trước khi chúng ta học cái phần tiếp theo thì cô có một số hình ảnh. Đây là hình ảnh về năng lượng điện, vậy em cho cô biết coi, bạn nào cho cô biết năng lượng điện ở trên hình trên đó là năng lượng gì? Ngọc Hà, Ngọc Ngân. Dạ, cô, theo em biết là ba hình này đều sử dụng năng lượng mặt trời. Sử dụng năng lượng mặt trời rồi, cảm ơn con. Có bạn nào có ý kiến khác không? Kiến Bạn Minh khác Hùng. luôn. Minh Dạ, Hùng, cô là năng lượng gió. ở hình thứ nhất con thấy là có phô đồ này, là hình này là năng lượng Năng lượng gió. à? Năng lượng gió. Rồi kế tiếp, Có năng lượng trời. năng lượng mặt trời thì con quan sát hình như bạn nói nó nhờ vào năng lượng mặt trời ha. Thì ngoài năng lượng mặt trời ra còn có năng lượng gì trong sinh hoạt trong gia đình chúng ta nữa? Minh Hùng, trả lời với Minh Hùng. Nếu cô là năng lượng điện. Năng lượng điện, nguồn năng lượng gì nữa không con? Dạ hết rồi. Đó là bạn nào bổ sung giùm cho cô nó coi. Hưng Lê. Dạ, thưa cô, là năng lượng chất đốt. À, năng lượng chất đốt, cảm ơn con. Rồi về nhà là con cũng cố gắng học bài và soạn bài giùm cho con nha. Thì qua này là chúng ta về năng lượng gió là hình này nè, năng lượng gió, năng lượng mặt trời gọi xuống. Ngoài ra là còn có năng lượng, đó là mấy em xem tiếp tục là chúng ta đã học xong ở phần năng lượng, đó là đây là năng lượng ánh nắng mặt trời, và kế tiếp đó là năng lượng điện cũng là nhờ qua ánh nắng mặt trời luôn. Ngoài ra còn có thể còn ở trong gia đình chúng ta còn sử dụng năng lượng điện nữa là điện sóng á, hay qua 220W đó, 222W đó. Ngoài ra là chúng ta còn sử dụng năng lượng ở trong gia đình như là chất đốt, ga, bếp củi, chất đốt đó. Tiếp tục bây giờ con quan sát hình ảnh, đây là năng lượng tái tạo. Con nhìn hình bên này ha, đây được gọi là năng lượng, cô giới thiệu năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Thì ở trong sinh hoạt trong gia đình chúng ta gồm có hai loại năng lượng, đó là năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Vậy năng lượng tái tạo là gì? Là những cái năng lượng về ánh nắng mặt trời, hay là năng lượng nào được sử dụng được mà chúng ta tái tạo là được, là năng lượng tái tạo. Ví dụ như nắng, ánh nắng mặt trời nè gọi xuống, thì ánh nắng mặt trời gọi xuống có thể là như là mình phơi đồ nè, là năng nhờ năng lượng gió nè, hoặc là mấy con nhìn quan sát ấy, đây là năng lượng nhờ có nắng mặt trời và gió sẽ hấp thụ một số loại điện như điện đa năng đó, là hấp thụ điện là không cần sử dụng điện sóng như hiện nay. Và nè, đây là em bé này đang đây là được là nhờ vào năng lượng gió, được chưa? Còn đây là những cái hình ảnh về cái có những cái chống trống này, người ta kêu là nhờ có năng lượng ánh nắng mặt trời và năng lượng gió để nó quay tạo thành, đó là thành nước, dòng nước, khỏi cần sẽ sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng điện. Ngoài ra thì những cái loại cây trồng này cũng có phát ra một cái nguồn năng lượng hấp thụ ánh nắng mặt trời vào để phát ra những cái nguồn không khí trong lành tốt đẹp cho chúng ta đó. Rồi tiếp tục con nhìn nó hình tới bên đây thì con thấy nè, là đây là một loại về năng lượng, đó là hóa thạch, những cái phần về nguyên tử hóa thạch và cái khí ga thì hoặc là than hoặc là cái dầu mỏ, thì đây là cái năng lượng không tái tạo. Khi đốt lên thì đã tạo ra phần khói này nó là không tái tạo, được chưa? Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta xem, vậy
Vậy là một phần năng lượng điện được sản xuất từ than, dầu, dầu mỏ và khí đốt, thì đó là năng lượng không tái tạo. Thì con nhìn đây là những cái hình ảnh về khói rất là nhiều. Rồi vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến môi trường hay không thì chúng ta sẽ học tiếp tục qua cái hình tiếp theo. Bây giờ con nhìn một cái hình ảnh này, một câu chuyện về năng lượng. Thì con đây nè, ở hình kế bên đây nè, thì ở hình bên đây là con nhìn nè, có một cô gái đang có những đứa bé này đang chạy xe đạp. Vậy thì đang chạy xe đạp này cũng là hít thu nhiều nhiều có một phần của năng lượng. Khi đó thì nó sẽ không tạo ra phần khói, không sử dụng xăng dầu để đốt, thì mà nó sẽ làm cho không khí chúng ta một phần đó là trong lành và mát, là không khí là cái trong sạch đó. Còn cái con thấy nhờ ánh nắng mặt trời và nhờ vào gió thì nó hấp thụ vào những cái phần này nè, cái cây này là hấp thụ ánh nắng mặt trời để mà tạo ra nguồn năng lượng điện. Và con thấy có cây xanh thì làm cho không khí nó cũng trong sành, trong trong lành đó, đó được gọi là năng lượng tái tạo. Còn ở hình bên đây con thấy nè, sử dụng bằng xe hơi hoặc là một số loại xe gắn máy như hiện nay ở ở địa phương người ta mình cũng đang sử dụng đó, đó được gọi là năng lượng không tái tạo. Thì nhờ sử dụng những một số loại xăng dầu là để mà có hoạt động cơ, cái cơ của nó để mà sử dụng cho cái máy nó chạy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng, năng lượng đó sẽ phát ra ngoài được là khói. Thì những cái khói này làm cho ô nhiễm môi trường, nguồn không khí chúng ta. Do đó là dù có trồng một số loại cây xanh, con thấy trồng số loại cây xanh thì những cái loại cây xanh này hấp thụ vào những khí độc vào cũng không có để mà đủ, cho nên là không khí rất là ô nhiễm môi trường về không khí. Sử dụng gọi là than dầu để nấu đốt nè, có người thì sử dụng than để nấu đó, làm cho cái ô nhiễm môi trường không khí. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở phần 2 nhỏ. Thì tiếp tục chúng ta qua phần tiếp theo, phần 2.1, lý do cần sử dụng tiết kiệm năng lượng. Con ghi nhận kiến thức phần này vào ở phần 2 nhỏ và phần 1, phần 2 vào dung dở rất tựa đó. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và xử lý. Lý do càng sử dụng năng lượng tiết kiệm điện. Thì con quan sát khi bạn nào ghi bài xong thì con sẽ nhìn vào cái thông tin trong sách và câu hỏi dựa vào hình 2.2 và trả lời câu hỏi. Việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết có thể là gây tác động như thế nào đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để sản xuất điện và sử dụng chất đốt. Chất đốt là thường hay sử dụng á, con ở trong gia đình, nhà hay là chạy xe ngoài đường cũng nhìn thấy, thì cũng thường sử dụng chất đốt để sản xuất và ví dụ như là nấu ăn nè, gây ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường. Quan sát hình ảnh nè, đây là hình ảnh, đây là cái nhà máy nhiệt điện, được chưa? Đang sử dụng một số loại than khí đốt để mà than nè, khai thác than nè, người ta khai thác than để người ta sử dụng than người ta nấu, hoặc là người ta sử dụng dầu mỏ, người ta khai thác dầu mỏ để người ta nấu. Đây là năng lượng không tái tạo ha, năng lượng không tái tạo. Còn bên này là đun nấu bằng củi và đun nấu bằng than, thì năng lượng này cũng là gọi là năng lượng không tái tạo luôn. Đó là chúng ta sử dụng chất đốt sản xuất các nấu nướng gây ảnh hưởng như thế nào đó đời sống đó. Ví dụ như ở ngoài đường như là họ tiếp rồi cô đã giới thiệu là ví dụ cho các em biết đó, là người ta nướng thịt thì con đi ngang con cảm thấy như thế nào, rất là khó chịu phải không, cái mùi khó chịu đó. Vậy bạn nào cho cô biết rồi, câu hỏi thứ nhất, trả lời cho cô cái câu hỏi thứ nhất đó. Dựa vào việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết có thể gây tác động như thế nào đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và cái để sức sản xuất điện của mà bạn Chí Thành đây, bạn Võ Chí Thành. Dạ thưa cô, là khi vượt quá mức thì nó sẽ bị cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống, sản xuất khí thải carbonic, góp phần làm biến đổi khí hậu, gây lũ lụt, hạn hán. Rồi, cảm ơn con. Rồi, có một bạn nào có ý kiến khác không? Bạn Thanh Bùi có ý kiến không con? Dạ, cô là khai thác tài nguyên thiên nhiên dẫn đến là
để sản xuất năng lượng góp phần gây ra nhiều tác hại như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống, sản sinh khí carbonic, góp phần biến đổi khí hậu, gây lũ lụt hạn hán. Rồi, cảm ơn con, hai bạn trả lời là rất là tốt đó. Ví dụ như bây giờ là khai thác về cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, đó là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, có nghĩa là khi mà cây trồng đây, cô ví dụ về nói về cây rừng đi, mà chặt cây phá rừng hết toàn bộ thì gây ra hạn hán lũ lụt trong đời sống. Rồi sau chặt cây phá rừng là làm cho không khí cũng không có trong lành nữa, thì con ở học sinh học 6 con biết rồi đó, là nhờ vào cái cây trồng đó là lá, nhờ vào lá nó hấp thụ cái chất, nó hấp thụ những cái không khí, có khí ở ngoài đó, thì cái khí ở ngoài hấp thụ là khí độc, nó khí độc thể nó vào lá, sẽ lá nó sẽ tái tạo lại, là nó sẽ ra một cái khí là khí oxy, làm cho cái không khí này trong lành, là mát mẻ sạch. Nhưng mà do là cái sử dụng cái nguồn điện quá mức, có nhiều loại nguồn điện như cô đã nói đó, thì dẫn đến là hiện tượng là gì, là người ta hạn cạn kiệt và tài nguyên thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường và hạn chế, và một số loại bị lũ lụt hạn hán nữa rất là nhiều ha. Rồi tiếp tục thì con thấy nè, ở hình tiếp theo thì con thấy là khi sử dụng chất đốt để sản xuất quá trình đun nấu gây ảnh hưởng như thế nào. Như hồi nãy chúng ta thì ví dụ như là nói về người ta sử dụng một số loại cây đi, cái người ta chặt một số loại cây thiên nhiên, chặt nhiều quá để người ta làm củi, là một phần làm củi, làm hoặc là để mà đốt nấu đó. Một số thì người ta sẽ làm sử dụng xây dựng dân gian đó, hoặc là người ta khai thác than để mà người ta đun nấu, bán ra ngoài thị trường để đun nấu. Thì con có ảnh hưởng, con thấy là nó có ảnh hưởng như thế nào với đời sống môi trường không? Con mời một bạn nữa nha, con mời bạn Trần Thị Ngọc Thanh 637. Dạ thưa cô, thêm là sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu, nó gây ảnh hưởng tới là sản sinh khí CO2, và nó cũng có góp phần biến đổi, nó cũng có góp phần làm biến đổi khí hậu, gây ra lũ lụt hạn hán. Rất là tốt nha, bạn trả lời đúng rồi đó. Thì con thấy nè, là sử dụng chất đốt, đó là chất đốt mà một số loại con đã nhìn thấy ngoài ngoài củi nè, ngoài than ra, còn số loại khác để sản xuất ra đun nấu gây ảnh hưởng là sản xuất ra khí thải như là CO2 đó, và góp phần làm cho biến đổi khí hậu, gây lũ lụt hạn hán nhân dân, và làm khí độc, khí rất là độc nha, làm ô nhiễm môi trường không khí. Và bây giờ bạn nào có thể cho cô biết ngoài người ta sử dụng lựa củi nè, bằng gò củi nè, mà cô nói là bằng số loại cây trồng đó, cây đó, và cái đun nấu bằng than, vậy thì ngoài những cái khí đốt này còn có những cái khí đốt nào để ảnh hưởng đến môi trường không? Cô mời bạn Tường Văn cho cô một ví dụ. Dạ thưa cô, như là ga. Đúng rồi, là ga. Ngoài ga ra người ta còn sử dụng số loại dầu mỏ đó con, dầu mỏ đến ta đốt, ví dụ như ta đốt một cái vật liệu nào đó, nó cần phải có số dầu để đổ lên mình đốt cho nó nhanh đó, thì cũng ra gây ra ảnh hưởng. Hoặc là mấy con thấy ở trong nhà, ví dụ như giờ ta đốt đống ung đó, nó cũng là làm cho ảnh hưởng cái mùi không khí chúng ta rất khó chịu. Ví dụ như giờ bọc đi, bọc gác ta gom lại ta đốt 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 một cái mùi của mình ở gần, rất mùi khó chịu, làm ô nhiễm chất độc, ô nhiễm không khí, mình ngửi vào cũng có thể tích tụ. Hoặc phần nữa có thể là người ta hút thuốc đó mẹ, hút thuốc đó, thấy là một người hút thuốc nó rất ảnh hưởng đến phổi, rất là đưa vào cơ thể chúng ta một số loại khói đó. Rồi vậy thì vừa qua là chúng ta thấy là có hậu quả, hồi nãy giờ chúng ta đã biết rồi đó. Vậy chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe và cộng đồng? Cô mời một bạn nghe, bạn Quy Nguyễn. Dạ thưa cô, chúng ta nên sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng ít ít chất đốt, sử dụng ít chất đốt và ít khai thác dầu mỏ và than. Khai thác dầu mỏ nhưng có sử dụng nhiều nhiều loại, cái nhiều chỗ khác nhau phải là đúng chỗ. Thì con thấy là như bạn trình bày đó, thì chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng nè,
để tránh cái giảm chi phí, ví dụ như là sử dụng nhiều cái năng lượng tái tạo hơn là sử dụng là năng lượng không tái tạo ha, thì và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần cho bảo vệ môi trường và sức khỏe gia đình cộng đồng. Cô ví dụ như mình sử dụng thường thường á, là chạy xe Honda, thì những chiếc xe Honda sử dụng dầu thì có ra một cái số loại vi khói rất là độc cho không khí. Vậy thì hiện nay người ta cũng có thể chế tạo ra một loại đó là xe đạp điện. Xe đạp điện cũng tương tự như vậy. Ở địa phương của mình đó cũng thấy người ta sử dụng nhiều để hạn chế cái gây ô nhiễm môi trường và lãng phí cái nguồn năng lượng điện. Vậy bạn nào có thể cho cô ví dụ thêm về là tiết kiệm năng lượng là để giảm chi phí tiết kiệm năng lượng điện nè. Ví dụ như bạn nào cho cô một ví dụ thôi. Cô mà bạn Thanh Bùi. Dạ cô, là về việc chúng ta cần làm để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng là chúng ta cần sử dụng dụng tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đóng góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cho cộng đồng. Rồi, cảm ơn con. Ví dụ như nói về tiết kiệm năng lượng điện, con ví dụ như là bây giờ ở trong nhà đi, trong nhà mình sử dụng điện sống, điện 220W, 222W. Vậy thì khi mà con đi ra ngoài bật quạt mà con không sử dụng thì con phải tắt quạt, hoặc là đi ra khỏi nhà mà không sử dụng điện thì mình phải nhớ là tắt quạt, tắt đèn hết. Đó là mình tiết kiệm năng lượng điện. Ngoài ra có thể là sử dụng một số loại bóng đèn khác, ví dụ như bóng đèn dây tóc mình sẽ thay đổi đó là bóng đèn bằng bằng đèn led vân vân, hay là sử dụng cái điện như ánh nắng mặt trời gọi vào để hấp thụ điện để phát ra sử dụng trong gia đình đó. Ngoài ra là chúng ta cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, là không chặt cây phá rừng, mà chặt chặt cây một số loại cây trồng đó, mình phải bảo vệ nó ở xung quanh nhà cũng vậy, thấy không, đó là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, được chưa? Ví dụ như ở xung quanh nhà là một số loại cây trồng là nó rất tốt, tuy rằng á, là con thấy là nó ví dụ như trồng một số loại cây xanh đó thì con thấy là chỉ có lá thôi, nhưng mà cái cây xanh này là rất là tốt, nó hấp thụ cái nó nhả ra khí oxy á, nó không khí trong lành rất là tốt hơn một số loại cây khác. Trồng một số loại cây trồng xung quanh gia đình nè, nó vừa đẹp mới là lại vừa cái đảm bảo an toàn và vệ sinh trong gia, cái vệ sinh về tài nguyên thiên nhiên và môi trường nữa, phải không, cộng đồng đó. Vậy thì con ghi nhận kiến thức phần này vào lý do cần sử dụng tiết kiệm điện, năng lượng điện. Thứ nhất là gì? Việc sử dụng năng lượng điện là vượt quá mức cần thiết là có thể gây tác động là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường không khí rồi đó dân gian, rồi nói chung là ô nhiễm môi trường, có thể là ô nhiễm môi trường nguồn nước luôn đó. Rồi, ý thứ hai là khi sử dụng chất đốt rồi để sản xuất và đun nấu thì gây ảnh hưởng nó sản xuất khí thải khí carbonic, con ghi cái chữ là CO, con ghi thêm dùm cho cô là khí carbonic ở trong sách giáo khoa có đó, khí thải carbonic, không, khí thải carbonic rồi trong sách giáo khoa ha, giờ chỉnh là dùm cho cô chỗ này nè, cô chưa chỉnh nè, góp phần làm biến đổi khí hậu và gây lũ lụt hạn hán. Còn bạn nào có ghi tắt cái chữ này là khí CO2, xin số 2 chỗ đây nữa, đó là chữ tắt của khí carbonate á, ký hiệu của từ carbonate. Rồi giờ ý thứ ba là chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng là để giảm chi phí nè, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Mời một bạn nhắc lại kiến thức dùm cho cô về lý do sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng điện. Ngọc Ngân, 6 và 8. Việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết có thể gây tác động, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống. Sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu gây ảnh hưởng sản sinh khí thải CO2, góp phần làm biến đổi khí hậu, gây lũ lụt, hạn hán, vân vân. Chúng ta cần sử dụng điện tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Rồi, cảm ơn con. Đọc rất là rõ ràng nha. Rồi bạn nào có ghi bài xong mới bấm nút giơ tay lên để cô biết lớp mình ghi nhận bài xong chưa. Rồi tranh thủ ghi nhận nhanh nhanh nha. Cô hai em đi test nha cô. Rồi, rồi đi đi rồi chút xíu rồi, rồi bài nội dung mình tới đây là hết rồi đó. Còn những phần còn lại là cô sẽ hướng dẫn để làm bài. Nếu như vô trễ thì em sẽ đọc sách nha. Đọc sách phần 2 và phần 3 trả lời mấy câu hỏi nghe chưa. Anh tiếp dạ. Sau hỏi và trả lời đó là mình sẽ ghi nhận điểm vô. Dạ. Rồi rồi đi đi. Em viết xong rồi cô ơi. Rồi viết xong. Rồi các bạn còn lại ghi xong chưa? Dạ chưa cô ơi. Một xíu này mới thành cô ơi. Rồi tranh thủ ghi nhanh nhanh đi. Thời gian của mình cũng gần hết rồi đó.
Xong rồi phải không? Rồi giờ chúng tiếp tục, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Thì có không, con thấy là chúng ta đã học về nội dung ở phần 2.1 rồi, lý do cần sử dụng tiết kiệm năng lượng điện và biết được cái năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo nó có hậu quả như thế nào và biện pháp khắc phục. À, bây giờ cô sẽ ra một cái câu hỏi như thế này, thì lớp mình sẽ trả lời coi A, B, C, D, E. À, câu bạn nào trả lời đúng nha. Bây giờ là ở câu A là phát biểu sau đây là đúng hay là sai. Thì các chất đốt như than, củi, dầu nè, mặt cưa là sinh ra khí carbonic làm ô nhiễm môi trường là đúng hay sai? Cũng là một bạn nha. Alen. Dạ thưa cô, em là câu A là đúng. A là đúng. Rồi câu B. Ái Mi. Ái Mi trả lời câu B coi. Dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn, dùng để sản xuất điện, đúng không? Mình là Ái Mi đúng không? Ái Minh. Dạ em quên bấm nút hạ tay. Và biết không con, con nhìn cái phần này con biết không? Phần cô B này nè, quên bấm nút nhờ giờ cô kêu con biết thường trả lời không? Rồi cảm ơn con. Giờ cô mời một bạn, bạn Bảo Xuyên. Bảo Xuyên. Bảo Xuyên có đó không ạ? Bảo Xuyên. Bảo Xuyên hồi nãy là bạn nào đi đi test đó lớp mình nè, lớp trưởng. Bạn đi test là bạn Bùi Thanh cô ơi. Rồi bạn Bùi Thanh. Vậy bạn Bảo Xuyên sao không trả lời câu hỏi vậy? Rồi chút xíu rồi con sẽ bạn Bảo Xuyên vô con sẽ hỏi nha. Cô, bạn Bảo Xuyên nói là bạn mít bạn hư á cô. À, nó nói mít bạn hư rồi, cảm ơn. Rồi và cô mời một bạn, bạn Trần Ngọc Như Ý. Và câu B. Trần hay Nguyễn cô? Trần Ngọc Như Ý. Câu B, trả lời câu B đúng hay sai? Đâu rồi, bạn Trần Ngọc Như Ý đâu rồi? Nguyễn Ngọc Như Ý trả lời luôn đi. Rồi bạn Nguyễn Ngọc thưa Như cô, Ý. Câu đó là sai. Bởi câu vì là nguồn nguyên liệu như là dầu mỏ và than đá là nó là có thể cạn được. À, cảm ơn con, bạn trả lời sai. Rồi tiếp tục câu C, cô mời bạn Tường Văn. Việc đốt cây rừng làm củi, nấu hay là bếp ga thay thế ga đó là có thể tiết kiệm được năng lượng hay không? Tường dạ, Văn. Cô là có. Có, vậy là đúng hay sai con? Dạ, cô là đúng. À đúng, rồi cảm ơn con. Tiếp tục câu D, sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, đúng hay sai vậy? Và bạn Gia Quy 6A8. Dạ cô là đúng. Đúng. Rồi câu E, việc gia tăng khí thải carbonic là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán lũ lụt. Thôi cô em mới vô cô ơi. Ừ. Kim cương. Nãy em quên, em chưa tắt đó cô. Rồi em biết trả lời câu E này không? Không biết.
Rồi Thanh Duy. Dạ thưa cô, con em là con E là đúng. Con E là đúng, rồi cảm ơn con. Đây đáp án. Thì con thấy là các chất đốt như than, củi như bạn trình bày là hồi nãy là bạn đúng đó, cái lớp mình là trả lời đúng đó. Vì than, củi, dầu khí là mặt cưa là sinh ra khí carbonic làm ô nhiễm môi trường là một bạn trả lời đúng ha. Câu B, dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn để dùng để sản xuất điện đó là bạn trả lời sai là đúng rồi đó. Việc đốt cây gừng làm củi nấu hay là thay thế ga là điện đó là tiết kiệm năng lượng điện. Nãy cô nhớ bạn là trả lời hình như đúng hay gì ạ? Câu này sai ha, tiết kiệm năng lượng điện. Đốt rừng mà, đốt rừng là sai rồi, thấy từ việc đốt rừng là thấy sai rồi đó. Mình có thể sử dụng một số loại nhánh cây nào đó để sử dụng để tiết kiệm năng lượng điện chứ không phải là đốt rừng ha. Lấy gừng, lấy cây mà chặt làm ô nhiễm môi trường không khí, chặt hết trơn rồi và tàn phá tài nguyên thiên nhiên thì không được. Câu D là sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đó của quốc gia thì đó là đúng em. Là việc gia tăng khi là thải khắc khí carbonic nè gây ra hạn hán lũ lụt đó là đúng, đó là do mình tập chặt cây phá rừng tàn phá cái tài nguyên thiên nhiên, nó thải ra khí carbonic nè, nó và ngoài ra là chất đốt cũng thải ra khí carbonic rồi làm ô nhiễm môi trường, hạn hán lũ lụt vân vân. Rồi lớp mình trả lời đúng rồi đó. Bây giờ là chúng ta qua phần 2.2, thì ở phần 2.2 này cô chỉ hướng dẫn và lớp mình sẽ thực hiện những cái câu hỏi này nha. Rồi tiết sau sẽ có thể là sẽ trả lời câu hỏi này để cô vô điểm. Biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình. Thì quan sát hình 2.3 thì con thấy hình A, hình B và hình C. Thì ba cái hành động này nè, thì vì sao những cái việc làm trong hình 2.3 lại gây lãng phí điện năng? Thì con nhìn hình A coi có những cái hình sử dụng năng lượng điện gì để mà nó lãng phí điện năng, được chưa? Thì cái phần này thì tiết sau chúng ta sẽ trả lời và làm cách nào để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình. Thì con nhìn ba hình này để con trả lời ra là mình tiết kiệm điện như thế nào. Và tiếp tục ở hình 2.3 thì con thấy là ở hình 2.3 đó là có ở phần 2.3 thì là biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình, thì cô đưa hình ảnh lên và trả lời cũng hai câu hỏi ở hình 2.4 này nè. Thì đây là nấu lửa to và nấu lửa nhỏ thì giả sử như cùng chế biến một món ăn thì theo em thì thường trường hợp nào là tiết kiệm năng lượng điện và vì sao, thì trả lời cho cô phần này được chưa, và hai phần bên đây. Hãy kể thêm những cái biện pháp tiết kiệm chất đốt mà em biết. Rồi, ví dụ như là mấy con nhìn nè, đó đây là cái bếp bếp kiềng, là bếp hồi xưa người ta sử dụng bếp kiềng đó, kiềng đó là làm bằng những bằng sắt đó để nồi cơm lên, thì thấy cái sử dụng lửa nè, sử dụng năng lượng điện này như thế nào so với là cải tiến hơn, rồi người ta sử dụng một cách là cái lò để người ta đúc cái lò để người ta nấu. Thì phần này là tiết sau là cô sẽ hỏi nha, để trả lời lấy điểm nha, và cho học bài nghe con. Thì cái phần luyện tập giờ con trả lời vì sao là những cách làm dưới đây là giúp tiết kiệm chất đốt. Giờ con nhìn đây, đây là dùng nồi lớn, dùng cái nồi nhỏ hơn và dùng cái bếp ga, phải không? Bếp ga, mà bếp ga này là mình người ta sử dụng bằng cái chắn gió và ngâm đậu trước khi nấu cho nó mềm. Vậy thì con có biết thì vì sao sử dụng những cách này để tiết kiệm điện và không và chất đốt? Cô mời bạn Mỹ Vi. Dạ thưa cô, là vì sao những cách làm dưới đây giúp chất đốt? Dạ thưa cô, là tại vì chúng ta dùng nồi nhỏ nó sẽ tiết kiệm hơn, thì nó sẽ nhanh, thì nó sẽ nhanh chín hơn. Rồi cảm ơn con mời một bạn khác đi. Thanh Giang, bạn Thanh Giang trả lời dùng kìm
dùng kiềng á, là phía ở ngoài đó là mình che chắn cái phần gió ở bếp ga. Người tại sao người ta dùng sử dụng vậy để tiết kiệm điện con? Em cũng không biết luôn con. Không biết luôn. Rồi cảm ơn con, bạn Thanh Bùi. Biết không Thanh? Dạ cô là. Dạ cô là cái dùng kiềng đó là chắn cho bếp ga là để là không có. Không để cho gió hỏi vô rồi. Rồi cảm ơn con, tốt rồi đó. Thì bạn trả lời là tốt rồi đó, đúng rồi đó. Thì con thấy là dùng kiềng là ở phía ngoài màu trắng này nè. Ha, là phần ở ngoài này là nếu như mà con không sử dụng cái phần kiềng này á, hoặc là con che lại, ví dụ như chúng ta sử dụng bếp ga mà không có cái phần kiềng này thì mình phải là che gió lại. Để chi? Để cho gió nữa đừng có luồn vào cái phần lửa này thì làm cho hao ga, nó lâu chín, ha, lâu chín thức ăn. Còn ngâm đậu trước khi mềm thì để làm gì để bạn Ngọc Như? Dạ thưa cô, ngâm đậu cho mềm trước khi nấu là để cho đậu mềm rút ngắn thời gian nấu trên bếp lửa. À, đúng rồi đó, rút ngắn thời gian lại làm cho chúng ta là tiết kiệm được một số loại ga hay là một số loại chất đốt để không ảnh ít ảnh hưởng đến cái ô nhiễm môi trường. Được chưa? Rồi, bây giờ về nhà nhớ trường làm cho cô phần 2.2 và 2.3 nha. Đó. Rồi xem trước cái bài 3 là ngôi nhà thông minh và cái câu trả lời sách giáo khoa trang 19, 20, 21. Rồi cô tạm biệt lớp nha, bài đến đây là hết rồi. Rồi cô mời lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp dùm cho cô. Em thoát nha cô.